Trong cái đề thi văn thì có cho thơ không? Chúng ta được chọn khổ hay để làm thế nào là một bài nghị luận xã hội hay? Nghị luận xã hội không chấm quá nhiều về nội dung mà người ta phải chấm về cái bố cục. Một cái mở bài thật tốt. Theo quan điểm của con thì mở bài luôn luôn phải đủ ý. Đây là về mặt đúng là. Quan điểm của tôi là tôi không phải là dễ dãi. Trong cái đề thi văn thì có cho thơ không? Chúng ta được chọn khổ hay để làm thế nào là một bài nghị luận xã hội hay? Nghị luận xã hội không chấm quá nhiều về nội dung mà người ta chấm về cái bố cục. Một cái mở bài thật tốt. Mà như thế. Theo quan điểm của con thì mở bài luôn luôn phải đủ ý. Đây là về mặt đúng là. Quan điểm của tôi là tôi không phải là dễ dãi. Các bạn trẻ thân yêu, hôm nay tôi rất là vui được chia sẻ với các bạn, ngồi đây tâm sự với các bạn cùng trong cái chương trình là Bí kíp mùa thi. Tôi xin giới thiệu, đây là một nhà giáo rất trẻ nhưng rất hot, nhà giáo dạy văn Phạm Minh Nhật. Chào các bạn. Chào Phạm Minh Nhật. Chào. Và hôm nay là hy vọng là cái buổi ngày hôm nay thì thầy giáo Phạm Minh Nhật sẽ chia sẻ với các em, với các con những cái kinh nghiệm để 15 ngày nữa thôi nhỉ, các con thi tốt nghiệp sẽ có hiệu quả tốt nhất. Chào bạn. Vâng. Tôi hôm nay rất là vui được gặp bạn và cũng xin hỏi bạn. Với tư cách là một phụ huynh học sinh, bởi vì năm nay tôi cũng có con thi tốt nghiệp phổ thông trung học, và thì được biết thầy là một cái giáo viên rất uy tín, nhất là các cháu nó cũng rất yêu quý, và bản thân là con trai tôi cũng đang theo học một cái lớp ở đây. Thì tôi muốn hỏi là chỉ còn có 15 ngày nữa thôi nhé, là các cháu nó bước vào cái cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung học và quốc gia rồi. Thế thì thầy có cái bí quyết gì để giúp cho các cháu nó tự tin hơn, hoặc là nó có thể ôn tập tốt hơn, nhất trong khi chỉ còn có 15 ngày nữa không? Vâng. Con là một thầy giáo dạy môn ngữ văn, ôn thi đại học. Và theo quan điểm của con thì có rất là nhiều cách. Tất nhiên là mỗi một người thầy giáo, mỗi một người giáo viên thì người ta sẽ có một cái hướng để giúp cho học trò của mình ôn thi tốt nhất và hiệu quả nhất. Nhưng theo quan điểm của con là một người đi dạy ôn thi lâu năm, thì ví dụ như là mỗi một cái lúc, mỗi một thời điểm thì bộ giáo dục cũng như là sở giáo dục luôn luôn có những đổi mới trong giáo dục, và sẽ phải tùy thuộc vào năm đấy cải cách như thế nào, chương trình ra sao để có một cái cách ôn thi hiệu quả nhất. Thứ nhất là ở môn toán. Môn toán thì trong 15 ngày, thật ra toán nó là một bộ môn mang tính chất quá trình, nhưng từ năm ngoái đến năm nay đã chuyển sang là thi trắc nghiệm, thì thời gian quá gấp rút và chỉ còn lại khoảng 15-16 ngày để ôn thi đại học như thế này. Thì quan điểm của con là thứ nhất là phải làm đề rất nhiều, phải tăng tốc độ làm bài, mà không có cách nào khác là chúng ta phải học rất nhiều về bấm máy tính, kỹ năng bấm máy tính. Bởi vì như chúng ta đã biết thì thi trắc nghiệm thì thời gian rất eo hẹp mà kiến thức thì lại rất rộng, cho nên máy tính sẽ là cái phương pháp tối ưu nhất để học tốt môn toán. Đối với bộ môn tiếng Anh, môn tiếng Anh năm ngoái thì có tự luận. Thường thì cấp tốc thì sẽ học tự luận là viết luận, viết lại câu và viết lại câu cũng như là viết luận. Nhưng bây giờ thì lại trở lại với những năm trước là thi trắc nghiệm toàn phần. Cho nên kỹ năng để làm
được thật tốt bộ môn tiếng Anh. Theo quan điểm của con thì tiếng Anh chúng ta đòi hỏi chúng ta cũng phải làm đề, luyện đề và thường xuyên ôn lại các cấu trúc cũ, các cấu trúc mà chúng ta đã được biết. Còn riêng về bộ môn văn, bộ môn ngữ văn thi đại học năm nay thì như quý phụ huynh cũng như các thầy cô giáo cũng đã biết thì bộ môn văn năm nay thời gian như mọi năm từ những khóa 91, 92, 93 là 3 tiếng thì bây giờ năm 99, học sinh 99 năm nay thi chỉ còn khoảng, chỉ vòn vẹn trong khoảng 2 tiếng. Nghĩa là thu ngắn thời gian lại, thu ngắn thời gian lại. Thì quan điểm của con khi ôn thi về môn văn thì đọc hiểu tuyệt đối không được làm theo kiểu là làm câu cuối trước, mà chúng ta đúng phải làm theo đúng trình tự là đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Đấy. Và không được làm đảo lộn trình tự bởi vì sẽ rất sợ bị thiếu thời gian. Thứ hai là ở câu nghị luận xã hội chúng ta không nên viết quá dài bởi vì người ta giới hạn chữ là chỉ trong 200 chữ. 200 chữ thì nó chỉ chưa đến một mặt giấy, là khoảng 20 dòng. Các bạn học sinh thì thường xuyên bị viết cái này quá nhiều nên bị mất thời gian vào viết câu cuối. Thứ ba là câu nghị luận văn học. Câu nghị luận văn học thời gian ngắn thì cái quan điểm của con trước đây thì các anh các chị khóa 91, 92 như bọn con ôn thi thì sẽ viết rất là dài, rất là cố gắng viết làm sao để vừa hay nhất, vừa dài nhất. Nhưng bây giờ thì quan điểm của con lại khác. Khi mà thời thế đã thay đổi như thế này, cái cách thi đổi mới chỉ còn 2 tiếng thì bộ môn văn của con có quan điểm là viết ngắn nhưng chất lượng, câu văn xúc tích và hệ thống luận điểm rõ ràng. Đấy. Và nếu như muốn đạt được điểm cao thì cố gắng nên làm ở phần mở bài thật sự ấn tượng với người chấm. Và tôi muốn hỏi là trong cái đề thi văn thì có cho thơ không? Cho thơ vào trong đề không? Hay là buộc tất cả các học sinh, các thí sinh đều phải học thuộc? Và có dẫn chứng không? Có cho dẫn chứng không? Vâng, cái này là một câu hỏi mà rất nhiều học trò có hỏi con. Là ôn thi thì bây giờ bọn em rất là mông lung và không biết là phải ôn thật là nhiều, có phải thuộc thơ không? Bởi vì ví dụ như những bài không phải quá dài như Tây Tiến, như bài Sóng thì bọn em có thể thuộc được hết. Nhưng ví dụ như những bài như Việt Bắc cũng như là bài Đất Nước thì cái số lượng câu thơ nó lại quá nhiều. Mà đôi khi ví dụ như tác phẩm Đất Nước thì câu thơ lại thể trường ca. Có nghĩa là có những câu thơ nó là 3 từ nhưng có những câu thơ lên đến 11, 12 chữ. Đấy. Thì cái quan điểm của con là khi người ta ra một cái đề gọi là đề thi minh họa và đề thi thử nghiệm, nghĩa là bộ ra những cái đề thi đấy là để cho thầy cô giáo cũng như học trò tham khảo là sẽ biết được cái cấu trúc ra đề năm nay như thế nào để học theo. Và như chúng ta đã biết ở ba cái đề thi vừa rồi là đề thi thử nghiệm, đề thi minh họa và đề thi thử là hoàn toàn của bộ giáo dục là không cho thơ, cho nên bắt buộc là các em thí sinh năm nay phải thuộc thơ và thuộc dẫn chứng. Còn bên cạnh đó thì tất nhiên có những bài thơ ta rất khó để thuộc hết cả bài như Việt Bắc và Đất Nước. Thì theo quan điểm của con là một người dạy các bạn ôn thi thì các bạn nên là thuộc những đoạn thật sự tốt. Bởi vì điểm dở của việc không cho thơ của bộ giáo dục là chúng ta, điểm dở là gì? Điểm dở khi trong thơ không, người ta không cho thơ, không cho dẫn chứng là chúng ta phải thuộc thơ, phải thuộc dẫn chứng. Nhưng theo quan điểm của con là chúng ta được chọn khổ hay để làm. Tức là trong bất cứ một cái bài thơ nào nó cũng có những cái thổ khổ thơ nó rất là quan trọng, đúng vâng. Không? Nó tức là nó phản ánh được hết cái tinh thần của bài thơ. Vâng. Và có rất nhiều chỗ thì nó cũng chỉ là những cái đoạn mà thực sự là nó chuyển ý vâng. Và hoặc là cái ý của cái bài thơ nó không đôi khi là nó không nằm một cách cô đọng ở trong một cái khổ nào đấy. Thí dụ như một cái bài thơ như bạn nói, cái bài thơ Việt Bắc nó rất là dài, đúng không? Thì nó có một vài khổ thơ quan trọng, đúng không? Và trong cả cái bài thơ Việt Bắc ấy thì khi các bạn đọc, đúng không? Các bạn trẻ đọc, các bạn trẻ hiểu rằng cái bài thơ này ý chính của nó là cái gì. Và cái khổ thơ nào để nó phản ánh cái ý chính đó thì buộc phải, tức là đọc ta hiểu rồi và ta phải thuộc chỗ, những chỗ rất là quan trọng, đúng không? Chứ không phải là ta học thuộc lòng như một con vẹt rồi ta dẫn chứng, nhiều khi dẫn chứng sai, đúng không? Ta hiểu ý đúng thì ta mới có thể dẫn chứng được, đúng không? Vâng, đúng. Và một cái câu hỏi nữa tôi nói với bạn, tức là thế này, thầy có thể cho các em, các nó biết thế nào là một bài nghị luận xã hội hay? Theo quan điểm của con thì
nghị luận xã hội là một dạng đề mở. Tất nhiên là trong quá trình các bạn thi thì các bạn không được dở sách, dở vở và dở internet. Thì nghị luận xã hội là một dạng đề mở. Dạng đề mở có nghĩa là người ta sẽ hỏi về cái kiến thức cuộc sống nhiều hơn là ở những cái tác phẩm văn chương. Và theo quan điểm của con thì để viết được một bài nghị luận xã hội thật sự tốt thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được đề. Thứ hai là có những dẫn chứng đặc sắc, dẫn chứng tốt. Thứ ba là có hệ thống luận điểm rõ ràng. Và thứ tư là phần liên hệ bản thân cũng như là phần phản đề. Bởi vì không phải đề lúc nào cũng đúng. Bởi vì ví dụ như có những đề người ta hỏi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chẳng hạn. Đấy. Thì nếu như là những học sinh bình thường được thầy cô giáo dạy thì sẽ viết là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì em sẽ không chơi với những bạn xấu, không tham gia những hoạt động tệ nạn xã hội vân vân. Nhưng theo quan điểm của con thì nếu như là một học trò có sự sáng tạo thì các em hoàn toàn có thể phản đề. Có nghĩa là gần mực chưa chắc đã đen và gần đèn thì chưa chắc đã sáng. Tôi ở gần một thằng bạn hư, chưa chắc tôi đã hư đi. Và tôi ở gần một người bạn ngoan, chưa chắc tôi đã học được những cái ngoan của nó. Đấy. Nên quan trọng ở phần một bài nghị luận xã hội thì mỗi một người hiểu một cách khác nhau. Ví dụ như đối với con chẳng hạn, thì hồi bé con bị chó cắn chẳng hạn, con rất là ghét chó. Đối với con, chó là một loài động vật rất là nhiều lông, hôi và cắn người. Nhưng mà đối với chú chẳng hạn, chú thì lại là chú rất là yêu chó, thì chó lại là một người bạn chẳng hạn. Nhưng mà đối với bạn chú hoặc là con trai chú chẳng hạn thì chó lại là thực phẩm. Nên mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Chúng ta không thể bắt học sinh là nghị luận xã hội là nó phải thế này, nó phải thế kia. Nhưng theo quan điểm của con thì nghị luận xã hội không chấm quá nhiều về nội dung, mà người ta sẽ chấm về cái bố cục là liệu anh có biết sắp xếp ý tốt không. Thứ hai là anh hiểu được điều gì, anh rút ra được bài học gì từ cái đề nghị luận xã hội ấy. Thì đấy sẽ là cái bí quyết để giúp cho học sinh đạt được điểm cao ở dạng đề nghị luận xã hội. Trước đây khi mà chúng tôi, cái thời mà tôi đang học thì cứ quan niệm như thế này, thì chỉ cần một cái mở bài hay, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi là cần một cái kết luận hay. Vâng. Còn ở giữa mình có thể viết dài dòng, viết nó hơi lủng củng một chút. Thế thì chỉ cần là một cái mở bài thật tốt và sau cuối cùng là rút ra một cái kết luận thật hay. Thế thì mình theo thầy thì nên như thế nào? Có nên có một cái mở bài nó thật tốt không? Và theo thầy thì một cái mở bài thật tốt nó như thế nào? Theo quan điểm của con thì mở bài luôn luôn phải đủ ý. Đây là về mặt đúng đã, chúng ta chưa nói về hay. Đủ ý có nghĩa là phải đủ tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và phong cách nghệ thuật. Và đưa ra vấn đề mà đề hỏi. Đề hỏi gì ta phải nói đấy, đúng không? Hỏi gì trả lời đấy. Không sẽ bị gọi là sa đà, rồi là bị lạc đề. Thì quan điểm của con là phải đủ tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và phong cách nghệ thuật. Và phải có thêm nữa, đó là phải hiểu đề. Đấy. Thì quan điểm của con mở bài cũng giống như là khuôn mặt của một người con gái thôi. Bởi vì là nhiều khi thì các cụ thì cứ bảo là cái nết đánh chết cái đẹp. Vâng, con cũng hiểu điều đấy. Con cũng hiểu điều đấy, có nghĩa là tính cách thì quan trọng hơn là dung mạo. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng là một trang web mà giao diện người ta đẹp thì tất nhiên là người ta sẽ muốn xem cái trang web đấy hơn. Mở bài nó sẽ giúp cho các bạn có thể giải phóng được áp lực phòng thi, bởi vì đầu xuôi thì đuôi lọt. Và cái thứ hai là con nghĩ là nếu như mở bài chúng ta làm thật sự ấn tượng, người chấm cũng thực sự muốn đọc tiếp, thì quan điểm của con thì mở bài nếu là những học trò của con thì con nên có, hoặc là các bạn học sinh cả nước thì con có một lời khuyên là các bạn có thể làm mở bài không cần quá dài, bởi vì thời gian được không có nhiều. Đúng. Nhưng các bạn hoàn toàn có quyền làm ấn tượng. Yeah. Nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thơ để làm cho mở bài của các bạn trở nên hay hơn rất là nhiều, gây sức hút đối với người chấm. Vâng ạ. Ví dụ như là tác phẩm Việt Bắc thì các bạn hoàn toàn có thể đi vào bằng một bài thơ, một đoạn thơ. Ví dụ như là trong bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng, đã nhắc tới Điện Biên, đã nhắc đến Việt Bắc, đó là quê hương cách mạng, đó là quê hương của kháng chiến. Và nhắc tới đề tài về quê hương cách mạng thì làm sao ta có thể quên được tên tuổi của nhà thơ Tố Hữu, một nhà thơ mang phong cách thơ trữ tình chính trị, một nhà thơ sử dụng ngòi bút của mình như một thứ vũ khí chiến đấu trên mặt trận văn hóa. Và Việt Bắc thì được xem như là một bản tình ca, là một bản hùng ca về cảnh gia quân, về con người, về thiên nhiên. Việt Bắc là người ở, người về. Đấy. Thì nếu như quan điểm của con là nếu như chúng ta làm như vậy thì cái bài tác phẩm của các bạn, cái bài tập làm văn của các bạn, nghị luận văn học nó sẽ thật sự là ấn tượng với người chấm. Theo thầy thì
năm nay trong cái đề thi văn có cái đề nào để so sánh không? Cái này là một câu hỏi cũng khá nhiều bạn học trò có hỏi. Có nghĩa là các bạn luôn luôn bị băn khoăn về cái dạng đề thi so sánh. Theo con nghĩ thì so sánh là dạng đề thi khó nhất của nghị luận văn học. Ở tất cả các thời đại, từ ngày các con thi đại học cho đến bây giờ các bạn học sinh 99 thi đại học, thì nó luôn luôn được đánh giá là dạng đề thi khó nhất. Nghĩa là chúng ta phải hiểu cả hai tác phẩm, chúng ta còn phải đối chứng để xem nó giống nhau ở điểm gì, nó khác nhau ở điểm gì, và chốt lại tổng kết vấn đề. Thì đấy là dạng đề thi khó nhất. Đấy là phù hợp với cái dạng đề thi của khối C. Khối C là khối văn nâng cao của những năm 95, học sinh 95, 94, 93, 92 đổ về trước. Còn bây giờ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu như theo như con, một thầy giáo có xem ba cái dạng đề thi thử nghiệm và đề thi minh họa của Bộ Giáo dục năm nay, thì con tin rằng là không thi so sánh. Bởi vì kỳ thi bây giờ là kỳ thi tốt nghiệp, là phải phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh cả nước, từ học sinh giỏi cho đến học sinh có mức độ lực học trung bình khá. Cho nên là câu cuối thì sẽ thiên về ba dạng đề này hơn. Thứ nhất là phân tích một hình tượng trong văn học, ví dụ như hình tượng người lính Tây Tiến. Thứ hai là một ý kiến, một nhận định, ví dụ như ở dạng đề thứ hai, đó là nhà báo Lê Uyển Văn có đưa ra một ý kiến, đó là sông Hương trong bài sông Hương không chỉ mang vẻ đẹp trời phú mà còn ánh lên vẻ đẹp con người. Người ta đưa ra một ý kiến và mình phải phân tích tác phẩm để mình chỉ ra ý kiến đó là đúng hay là sai. Và cái dạng đề thứ ba là phân tích một nhân vật. Và ở dạng đề thứ ba là dạng đề gần đây nhất trước khi thi đại học Bộ có tung ra. Đó là phân tích nhân vật anh cu chàng trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Cho nên là quan điểm của con là sẽ không thi dạng đề so sánh. Có một cái điều này nữa mà không phải là học trò bây giờ đâu. Ngay từ cái lứa học trò từ ngày xưa rồi thì tôi theo dõi thì tôi cứ thấy rất là hay lẫn. Thế thì hay lẫn giữa thế này này, giữa phân tích với bình giảng. Vâng. À, đó. Thế thì thầy có thể là đưa ra những cái chốt, mấu chốt trong cái sự khác nhau. Vâng. Và những cái gì nó giống nhau thì không nói gì, những cái sự khác nhau, khác biệt ở giữa cái phân tích với cái bình giảng. Vâng. Phân tích thì con luôn luôn dạy học trò của mình. Phân tích là việc em chia nhỏ và đi sâu vào từng mặt của vấn đề. Ví dụ như ở một nhân vật như là Chí Phèo chẳng hạn, thì lúc nào cũng là ngoại hình, rồi đến lai lịch, rồi là đến tính cách, rồi là bi kịch cự tuyệt không đang làm người. Phân tích bản chất là việc chia nhỏ và đi sâu vào từng mặt của vấn đề để ta hiểu hơn về tác phẩm đó, hiểu hơn về nhân vật đó. Còn bình giảng là từ những gì chúng ta đã phân tích, chúng ta hiểu được tác phẩm, chúng ta lý luận và chúng ta chỉ ra ý kiến của người đặt ra vấn đề, đúng không? Chúng ta làm, đó là phần chúng ta lý luận văn học, chúng ta hiểu về tác phẩm đó, chúng ta đưa ra những quan điểm của mình, chúng ta đưa ra những cái ý tưởng của tác giả, cũng như là những cái vai trò của tác phẩm trong dòng chảy của văn chương Việt Nam. Còn một cái điều này nữa này, cái điều này thì có thể là cái thời điểm này khi chúng ta đưa ra cái vấn đề này thì nó cũng đã là cái muộn rồi. Vâng. Trong cái chuyện tức là cha mẹ hướng nghiệp. Vâng. Và con cái gọi là tự theo đuổi cái đam mê của mình, cái ước mơ của mình. Vâng. Thế thì thực ra là cái thời điểm này chúng ta nhắc đến cũng hơi muộn, nhưng mà thôi thì tôi cũng cứ muốn nói quan điểm của tôi. Vâng. Là tôi không phải là dễ dãi, nhưng tôi nghĩ là tôi muốn để cho con tôi nó tự phát triển, nó tự định hướng, nó muốn, tức là sau đây tương lai của nó sẽ làm được cái nghề gì, hoặc là nó, bởi vì bản thân tôi nghĩ là trẻ con nó cũng có cái phần tự đánh giá về nó, đúng không, đúng không ạ? Và nó tự biết là mình thích cái gì, và như vậy thì ta không thể nói rằng là cái đại học này nó sẽ hay hơn đại học kia, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vâng. Ta không thể nói điều đó. Vấn đề là gì? Các cháu, các em học sinh nó tự tin để nó thi vào cái trường nào, và từ cái tự tin ấy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái hiểu biết nhiều hơn, đúng không? Và khi nếu có đỗ thì nó mới giúp cho nó trong cái chuyện tức là gì, nó chuyên cần, nó hăng say học tập, đúng không? Thế nhưng có thì rất nhiều phụ huynh tức là gì, muốn hướng con tới một loạt
những cái trường mà cho rằng là trường hot, cho rằng là trường tốt, đó, và cứ ép vào. Thế thì nói thật với bạn là gần đây tôi có đi giao lưu với một số các trường đại học. Thế thì khi đang học ở năm thứ hai, năm thứ ba rồi, bây giờ còn loay hoay tức là gì, tính chuyển sang cái nghề khác. Đó. Thế thì đây cũng là một cái hiện trạng mà tôi nghĩ rằng là hãy cứ để cho con trẻ nó tự chọn cái nghề của nó. Tự chọn cái nghề của nó. Và nếu như nó học 2-3 năm, nó thấy rằng nó sai lầm, thì cái sai của nó phải cho nó tự chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Nếu nó có chuyển đi đâu chứ nữa, nó học tiếp môn khác, để cho nó biết rằng là bất cứ một cái quyết định vì cuộc đời của mình mà mình không cẩn thận, mình sai lầm, mình là người gánh hậu quả đầu tiên, chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Và đấy là quan điểm của tôi. Thực ra là nó cũng hơi muộn, nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là các cháu năm 2000 trở lại, hoặc là các phụ huynh có trẻ con sinh năm 2000 thì sẽ có một cái suy nghĩ nó kỹ hơn trong cái vấn đề này. Và còn một cái câu này nó có tưởng chừng như là ngoài lề, thì cũng muốn xin ý kiến của thầy. Thì có một hôm tôi đi về nhà, tôi thấy chúng nó ngồi quây quần với nhau, chúng nó cũng băn khoăn, mà gần đây thôi. Thế nó có băn khoăn là không biết là khi năm nay thi thì trong phòng thi có được bật máy lạnh không. Tôi mới hỏi là tại sao là không được bật không. Nó bảo bởi vì là thế này ạ, nếu mà bật máy lạnh thì phải đóng cửa, và đóng cửa thì các thầy cô giám thị không giám sát được. Lúc ấy tôi mới chợt ra, thì tôi nghĩ rằng không biết là năm nay những ngày thi nếu cũng nóng như thế này thì không biết là có cho các cháu được thi trong cái phòng máy lạnh không. Và ý kiến của thầy thì như thế nào? Vâng, cái này cũng là cái mà chú quá là tâm lý đấy, bởi vì cái này con cũng thấy học sinh hỏi rất là nhiều. Bởi vì chưa có một năm nào mà người ta đã thống kê là 45 năm nay thì mới có một đợt cái nóng kỷ lục như năm nay. Quá kinh khủng luôn ạ. Ngay cả nhìn học trò đi ôn thi con cũng thấy xót xa. Bởi vì các em đi học vất vả quá. Nhiều trường thì các bạn vẫn phải ôn tập ở trường, không được tự ôn ở nhà. Rồi cũng không phải là trường nào cũng có điều hòa, cũng có điều kiện tốt. Và kể cả thi đại học cũng vậy. Thi đại học thì cái việc mà ôn thi thì con không nói làm gì. Nhưng đi thi đại học thì đúng là nếu như không được bật điều hòa thật sự là vất vả cho các em. Trong rất là nhiều những ngày thi như thế. Đấy, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Nhưng nếu như bật điều hòa thì lại khó khăn cho giám thị hành lang để việc kiểm soát được cái hoạt động thi cho tốt. Thật ra theo con quan điểm của con thì nên cho bật điều hòa để đảm bảo sức khỏe của các bạn, để làm được bài thi tốt nhất. Nhưng cái quan trọng nhất là tất cả các phòng thi thì giám thị hành lang có thể vào, có thể kiểm tra bất chợt, bất cứ lúc nào cũng được. Đấy. Hoặc là có thể bóc một cái ghế ngồi trong cũng được. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, con cũng lo cho sức khỏe của giám thị hành lang đó ạ. Đấy ạ. Vâng. Rồi, cảm ơn bạn. Chú có tin không? Con còn có một cái ý kiến nữa. Có nghĩa là học sinh thì các bạn cũng rất hay hỏi. Có nghĩa là nhiều khi em mặc áo này cho may mắn có được không? Mặc áo kia cho may mắn, nó hay cứ phải là sơ mi trắng rồi là cứ phải tháo đồng phục ra. Thì quan điểm của con thế này, áo đồng phục thật ra thì cũng nhiều trường người ta làm cái chất liệu vải cũng rất là nóng. Nhưng quan điểm của con là ví dụ cũng có những nhiều học trò người ta, ví dụ bản thân bây giờ con hay chú đi mua xe cũng thế, mua những cái gì lớn lao cũng thế, thì nó luôn luôn có cái gì đấy mong muốn là có sức may mắn. Ví dụ như phong thủy chẳng hạn, ví dụ con là mệnh thổ thì con lại thích mặc áo đỏ đi thi chẳng hạn, cho may mắn chẳng hạn. Cái đấy thì con nghĩ là nó cũng rất là thoải mái. Con nghĩ là các bạn cũng có thể mặc áo phông, chứ không cứ là cứ phải mặc đồng phục rồi là tháo mác ra thì không ai biết ai trường nào. Đấy, con cũng nghĩ là cái điều cũng không cần thiết. Vâng. Các con thân yêu, vừa rồi là những chia sẻ rất là chân tình của một thầy giáo dạy văn rất là giỏi và cũng rất nhiều kinh nghiệm. Hy vọng là sẽ giúp được các con năm nay thi thật tốt. Cố gắng lên nhé. Trẻ thân yêu, hôm nay tôi
rất là vui được chia sẻ với các bạn, ngồi đây tâm sự với các bạn cùng trong cái chương trình là Bí kíp mùa thi. Tôi xin giới thiệu, đây là một nhà giáo rất trẻ nhưng rất hot, nhà giáo dạy văn Phạm Minh Nhật. Chào các bạn. Chào Phạm Minh Nhật. Và hôm nay là hy vọng là cái buổi ngày hôm nay thì thầy giáo Phạm Minh Nhật sẽ chia sẻ với các em, với các con những cái kinh nghiệm để 15 ngày nữa thôi nhỉ, các con thi tốt nghiệp sẽ có hiệu quả tốt nhất. Chào bạn. Vâng. Tôi hôm nay rất là vui được gặp bạn và cũng xin hỏi bạn. Với tư cách là một phụ huynh học sinh, bởi vì năm nay tôi cũng có con thi tốt nghiệp phổ thông trung học, và thì được biết thầy là một cái giáo viên rất uy tín, nhất là các cháu nó cũng rất yêu quý, và bản thân là con trai tôi cũng đang theo học một cái lớp của thầy. Thì tôi muốn hỏi là chỉ còn có 15 ngày nữa thôi nhé, là các cháu nó bước vào cái cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung học và quốc gia rồi. Thế thì thầy có cái bí quyết gì để giúp cho các cháu nó tự tin hơn, hoặc là nó có thể ôn tập tốt hơn, nhất trong khi chỉ còn có 15 ngày nữa không? Vâng. Con là một thầy giáo dạy môn ngữ văn, ôn thi đại học. Và theo quan điểm của con thì có rất là nhiều cách. Tất nhiên là mỗi một người thầy giáo, mỗi một người giáo viên thì người ta sẽ có một cái hướng để giúp cho học trò của mình ôn thi tốt nhất và hiệu quả nhất. Nhưng theo quan điểm của con là một người đi dạy ôn thi lâu năm, thì ví dụ như là mỗi một cái lúc, mỗi một thời điểm thì bộ giáo dục cũng như là sở giáo dục luôn luôn có những đổi mới trong giáo dục, và sẽ phải tùy thuộc vào năm đấy cải cách như thế nào, chương trình ra sao để có một cái cách ôn thi hiệu quả nhất. Thứ nhất là ở môn toán thì trong 15 ngày, thật ra toán nó là một bộ môn mang tính chất quá trình, nhưng từ năm ngoái đến năm nay đã chuyển sang là thi trắc nghiệm, thì thời gian quá gấp rút và chỉ còn lại khoảng 15-16 ngày để ôn thi đại học như thế này. Thì quan điểm của con là thứ nhất là phải làm đề rất nhiều, phải tăng tốc độ làm bài, mà không có cách nào khác là chúng ta phải học rất nhiều về bấm máy tính, kỹ năng bấm máy tính. Bởi vì như chúng ta đã biết thì thi trắc nghiệm thì thời gian rất eo hẹp mà kiến thức thì lại rất rộng, cho nên máy tính sẽ là cái phương pháp tối ưu nhất để học tốt môn toán. Đối với bộ môn tiếng Anh, môn tiếng Anh năm ngoái thì có tự luận. Thường thì cấp tốc thì sẽ học tự luận, là viết luận, viết lại câu và viết lại câu cũng như là viết luận. Nhưng bây giờ thì lại trở lại với những năm trước là thi trắc nghiệm toàn phần. Cho nên kỹ năng để làm được thật tốt bộ môn tiếng Anh, theo quan điểm của con thì tiếng Anh chúng ta đòi hỏi chúng ta cũng phải làm đề, luyện đề và thường xuyên ôn lại các cấu trúc cũ, các cấu trúc mà chúng ta đã được biết. Còn riêng về bộ môn văn, bộ môn ngữ văn thi đại học năm nay thì như quý phụ huynh cũng như các thầy cô giáo cũng đã biết, thì bộ môn văn năm nay thời gian như mọi năm từ những khóa 91, 92, 93 là 3 tiếng, thì bây giờ năm 99, học sinh 99 năm nay thi chỉ còn khoảng, chỉ vỏn vẹn trong khoảng 2 tiếng. Nghĩa là thu ngắn thời gian lại. Thì quan điểm của con khi ôn thi về môn văn thì đọc hiểu, tuyệt đối không được làm theo kiểu là làm câu cuối trước, mà chúng ta đúng phải làm theo đúng trình tự là đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Đấy. Và không được làm đảo lộn trình tự bởi vì sẽ rất sợ bị thiếu thời gian. Thứ hai là ở câu nghị luận xã hội chúng ta không nên viết quá dài, bởi vì người ta giới hạn chữ là chỉ trong 200 chữ. 200 chữ thì nó chỉ chưa đến một mặt giấy, là khoảng 20 dòng. Các bạn học sinh thì thường xuyên bị viết cái này quá nhiều nên bị mất thời gian vào viết câu cuối. Thứ ba là câu nghị luận văn học. Câu nghị luận văn học thời gian ngắn thì cái quan điểm của con, trước đây thì các anh các chị khóa 91, 92 như bọn con ôn thi thì sẽ viết rất là dài, rất là cố gắng viết làm sao để vừa hay nhất, vừa dài nhất. Nhưng bây giờ thì quan điểm của con lại khác. Khi mà thời thế đã thay đổi như thế này, cái cách thi đổi mới chỉ còn 2 tiếng, thì bộ môn văn của con quan điểm là viết ngắn nhưng chất lượng, câu văn xúc tích và hệ thống luận điểm rõ ràng. Đấy. Và nếu như muốn đạt được điểm cao thì cố gắng nên làm ở phần mở bài thật sự ấn tượng với người chấm. Và tôi muốn hỏi là trong cái đề thi văn thì có cho thơ không? Cho thơ vào trong đề không? Hay là buộc
tất cả các học sinh, các thí sinh đều phải học thuộc. Và có dẫn chứng không? Có cho dẫn chứng không? Vâng, cái này là một câu hỏi mà rất nhiều học trò có hỏi con. Là ôn thi thì bây giờ bọn em rất là mông lung, là không biết là phải ôn thật là nhiều, có phải thuộc thơ không? Bởi vì ví dụ như những bài không phải quá dài như Tây Tiến, như bài Sóng thì bọn em có thể thuộc được hết. Nhưng ví dụ như những bài như Việt Bắc cũng như là bài Đất Nước thì cái số lượng câu thơ nó lại quá nhiều. Mà đôi khi ví dụ như tác phẩm Đất Nước thì câu thơ lại thể trường ca. Có nghĩa là có những câu thơ nó là 3 từ, nhưng có những câu thơ lên đến 11, 12 chữ. Đấy, thì cái quan điểm của con là khi người ta ra một cái đề gọi là đề thi minh họa và đề thi thử nghiệm, nghĩa là bộ ra những cái đề thi đấy là để cho thầy cô giáo cũng như học trò tham khảo, là sẽ biết được cái cấu trúc ra đề năm nay như thế nào để học theo. Và như chúng ta đã biết ở 3 cái đề thi vừa rồi là đề thi thử nghiệm, đề thi minh họa và đề thi thử là hoàn toàn của Bộ Giáo dục là không cho thơ. Cho nên bắt buộc là các em thí sinh năm nay phải thuộc thơ và thuộc dẫn chứng. Còn bên cạnh đó thì tất nhiên có những bài thơ ta rất khó để thuộc hết cả bài, như Việt Bắc và Đất Nước. Thì theo quan điểm của con là một người dạy các bạn ôn thi thì các bạn nên là thuộc những đoạn thật sự tốt. Bởi vì điểm dở của việc không cho thơ của Bộ Giáo dục là chúng ta, điểm dở là gì? Điểm dở khi trong thơ không, người ta không cho thơ, không cho dẫn chứng, là chúng ta phải thuộc thơ, phải thuộc dẫn chứng. Nhưng theo quan điểm của con là chúng ta được chọn khổ hay để làm. Tức là trong bất cứ một cái bài thơ nào nó cũng có những cái thổ khổ thơ, nó rất là quan trọng, đúng không? Nó tức là nó phản ánh được hết cái tinh thần của bài thơ. Và có rất nhiều chỗ thì nó cũng chỉ là những cái đoạn mà thực sự là nó chuyển ý, và là cái ý của cái bài thơ nó không đôi khi là nó không nằm cách cô đọng ở trong một cái khổ nào đấy. Thí dụ như một cái bài thơ như bạn nói, cái bài thơ Việt Bắc nó rất là dài, đúng không? Thì nó có một vài khổ thơ quan trọng, đúng không? Và trong cả cái bài thơ Việt Bắc ấy thì khi các bạn đọc, đúng không? Các bạn trẻ đọc, các bạn trẻ hiểu rằng cái bài thơ này ý chính của nó là cái gì. Và cái khổ thơ nào để nó phản ánh cái ý chính đó thì buộc phải, tức là đọc ta hiểu rồi và ta phải thuộc chỗ, những chỗ rất là quan trọng, đúng không? Chứ không phải là ta học thuộc lòng như một con vẹt rồi ta dẫn chứng, nhiều khi dẫn chứng sai, đúng không? Ta hiểu ý đúng thì ta mới có thể dẫn chứng được, đúng không? Vâng. Và một cái câu hỏi nữa tôi nói với bạn, tức là thế này, thầy có thể cho các em, các nó biết thế nào là một bài nghị luận xã hội hay? Theo quan điểm của con thì nghị luận xã hội là một dạng đề mở. Tất nhiên là trong quá trình các bạn thi thì các bạn không được dở sách, dở vở và dở internet. Thì nghị luận xã hội là một dạng đề mở. Dạng đề mở có nghĩa là người ta sẽ hỏi về cái kiến thức cuộc sống nhiều hơn là ở những cái tác phẩm văn chương. Và theo quan điểm của con thì để viết được một bài nghị luận xã hội thật sự tốt thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được đề. Thứ hai là có những dẫn chứng đặc sắc, dẫn chứng tốt. Thứ ba là có hệ thống luận điểm rõ ràng. Và thứ tư là phần liên hệ bản thân cũng như là phần phản đề. Bởi vì không phải đề lúc nào cũng đúng. Bởi vì ví dụ như có những đề người ta hỏi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chẳng hạn. Đấy. Thì nếu như là những học sinh bình thường được thầy cô giáo dạy thì sẽ viết là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì em sẽ không chơi với những bạn xấu, không tham gia những hoạt động tệ nạn xã hội, vân vân. Nhưng theo quan điểm của con thì nếu như là một học trò có sự sáng tạo thì các em hoàn toàn có thể phản đề. Có nghĩa là gần mực chưa chắc đã đen, và gần đèn thì chưa chắc đã sáng. Tôi ở gần một thằng bạn hư, chưa chắc tôi đã hư đi. Và tôi ở gần một người bạn ngoan, chưa chắc tôi đã học được những cái ngoan của nó. Đấy. Nên quan trọng ở phần một bài nghị luận xã hội thì mỗi một người hiểu một cách khác nhau. Ví dụ như đối với con chẳng hạn, thì hồi bé con bị chó cắn chẳng hạn, con rất là ghét chó. Đối với con, chó là một loài động vật rất là nhiều lông, hôi và cắn người. Nhưng mà đối với chú chẳng hạn, chú thì lại là chú rất là yêu chó, thì chó lại là một người bạn chẳng hạn. Nhưng mà đối với bạn chú hoặc là con trai chú chẳng hạn thì chó lại là thực phẩm. Nên mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Chúng ta không thể bắt học sinh là nghị luận xã hội là nó phải thế này, nó phải thế kia. Nhưng theo quan điểm của con thì nghị luận xã hội không chấm quá nhiều về nội dung, mà người ta sẽ chấm về cái bố cục, là liệu anh có biết sắp xếp ý tốt không. Thứ hai là anh hiểu được điều gì, anh rút ra được bài học gì từ cái đề nghị luận xã hội ấy. Thì đấy sẽ là cái bí quyết để giúp cho học sinh đạt được điểm cao ở dạng đề nghị luận xã hội.
Trước đây khi mà chúng tôi, cái thời mà tôi đang học thì cứ quan niệm như thế này, thế thì chỉ cần một cái mở bài hay, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi là cần một cái kết luận hay. Vâng. Còn ở giữa mình có thể viết dài dòng, viết nó hơi lủng củng một chút. Thế thì chỉ cần là một cái mở bài thật tốt, và sau cuối cùng là rút ra một cái kết luận thật hay. Thế thì theo thầy thì nên như thế nào? Có nên có một cái mở bài nó thật tốt không? Và theo thầy thì một cái mở bài thật tốt nó như thế nào? Theo quan điểm của con thì mở bài luôn luôn phải đủ ý. Đây là về mặt đúng đã, chúng ta chưa nói về hay. Đủ ý có nghĩa là phải đủ tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và phong cách nghệ thuật, và đưa ra vấn đề mà đề hỏi. Đề hỏi gì ta phải nói đấy, đúng không? Hỏi gì trả lời đấy. Không thì sẽ bị gọi là sa đà, rồi là bị lạc đề. Thì quan điểm của con là phải đủ tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và phong cách nghệ thuật. Và phải có thêm nữa, đó là phải hiểu đề. Đấy. Thì quan điểm của con mở bài cũng giống như là khuôn mặt của một người con gái thôi. Bởi vì là nhiều khi thì các cụ thì cứ bảo là cái nét đánh chết cái đẹp. Vâng, con cũng hiểu điều đấy. Con cũng hiểu điều đấy, có nghĩa là tính cách thì quan trọng hơn là dung mạo. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng là một trang web mà giao diện người ta đẹp thì tất nhiên là người ta sẽ muốn xem cái trang web đấy hơn. Mở bài nó sẽ giúp cho các bạn là có thể giải phóng được áp lực phòng thi, bởi vì đầu xuôi thì đuôi lọt. Và cái thứ hai là con nghĩ là nếu như mở bài chúng ta làm thực sự ấn tượng, người chấm cũng thực sự muốn đọc tiếp, thì quan điểm của con thì mở bài nếu là những học trò của con thì con nên có, hoặc là các bạn học sinh cả nước, thì con cũng có một lời khuyên là các bạn có thể làm mở bài không cần quá dài, bởi vì thời gian đời không có nhiều. Đúng. Nhưng các bạn hoàn toàn có quyền làm ấn tượng. Đúng. Nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thơ để làm cho mở bài của các bạn trở nên hay hơn rất là nhiều, là gây sức hút đối với người vâng. chấm. Vâng ạ. Ví dụ như là tác phẩm Việt Bắc thì các bạn hoàn toàn có thể đi vào bằng một bài thơ, một đoạn thơ. Ví dụ như là trong bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Đã nhắc tới Điện Biên, đã nhắc đến Việt Bắc, đó là quê hương cách mạng, đó là quê hương của kháng chiến. Và nhắc tới đề tài về quê hương cách mạng, thì làm sao ta có thể quên được tên tuổi của nhà thơ Tố Hữu, một nhà thơ mang phong cách thơ trữ tình chính trị, một nhà thơ sử dụng ngòi bút của mình như một thứ vũ khí chiến đấu trên mặt trận văn hóa. Và Việt Bắc thì được xem như là một bản tình ca, là một bản hùng ca về cảnh gia quân, về con người, về thiên nhiên. Việt Bắc là người ở, người về. Đấy. Thì nếu như quan điểm của con là nếu như chúng ta làm như vậy thì cái bài tác phẩm của các bạn, cái bài tập làm văn của các bạn, nghị luận văn học nó sẽ thật sự là ấn tượng với người chấm. Theo thầy thì năm nay trong cái đề thi văn có cái đề nào để so sánh không? Cái này là một câu hỏi cũng khá nhiều bạn học trò có hỏi. Có nghĩa là các bạn luôn luôn bị băn khoăn về cái dạng đề thi so sánh. Theo con nghĩ thì so sánh là dạng đề thi khó nhất của nghị luận văn học ở tất cả các thời đại, từ ngày các con thi đại học cho đến bây giờ các bạn học sinh 99 thi đại học, thì nó luôn luôn được đánh giá là dạng đề thi khó nhất. Nghĩa là chúng ta phải hiểu cả hai tác phẩm, chúng ta còn phải đối chứng để xem nó giống nhau ở điểm gì, nó khác nhau ở điểm gì, và chốt lại tổng kết vấn đề. Thì đấy là dạng đề thi khó nhất. Đấy là phù hợp với cái dạng đề thi của khối C. Khối C là khối văn nâng cao của những năm 95, học sinh 95, 94, 93, 92 đổ về trước. Còn bây giờ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu như theo như con, một thầy giáo có xem ba cái dạng đề thi thử nghiệm và đề thi minh họa của Bộ Giáo dục năm nay, thì con tin rằng là không thi so sánh. Bởi vì kỳ thi bây giờ là kỳ thi tốt nghiệp, là phải phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh cả nước, từ học sinh giỏi cho đến học sinh có mức độ lực học trung bình khá. Cho nên là câu cuối thì sẽ thiên về ba dạng đề này hơn. Thứ nhất là phân tích một hình tượng trong văn học, ví dụ như hình tượng người lính Tây Tiến. Thứ hai là một ý kiến, một nhận định, ví dụ như ở dạng đề thứ hai, đó là nhà báo Lê Uyển Văn có đưa ra một ý kiến, đó là sông Hương trong bài sông Hương không chỉ mang vẻ đẹp trời phú mà còn ánh lên vẻ đẹp con người. Người ta đưa ra một ý kiến và mình phải phân tích tác phẩm để mình chỉ ra ý kiến đó là đúng hay là sai. Và cái dạng đề thứ ba là phân tích một nhân vật, và ở dạng đề thứ ba là dạng đề gần đây nhất trước khi thi đại học Bộ có tung ra, đó là phân tích nhân vật anh cu chàng trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Cho nên là quan điểm của con là sẽ không thi dạng đề so sánh.
Có một cái điều này nữa mà không phải là học trò bây giờ đâu. Vâng. Ngay từ cái lứa học trò từ ngày xưa rồi thì tôi theo dõi thì tôi cứ thấy rất là hay lẫn. Thế thì hay lẫn giữa thế này này, giữa phân tích với bình giảng. Vâng. À, đó. Thế thì thầy có thể là đưa ra những cái chốt, mấu chốt trong cái sự khác nhau. Cái sự khác nhau và những cái gì nó giống nhau thì không nói làm gì, những cái sự khác nhau khác biệt ở giữa cái phân tích với cái bình giảng. Vâng. Phân tích thì con luôn luôn dạy học trò của mình. Phân tích là việc em chia nhỏ và đi sâu vào từng mặt của vấn đề. Ví dụ như ở một nhân vật như là Chí Phèo chẳng hạn, thì lúc nào cũng là ngoại hình, rồi đến lai lịch, rồi là đến tính cách, rồi là bi kịch cự tuyệt không đang làm người. Phân tích bản chất là việc chia nhỏ và đi sâu vào từng mặt của vấn đề để ta hiểu hơn về tác phẩm đó, hiểu hơn về nhân vật đó. Còn bình giảng là từ những gì chúng ta đã phân tích, chúng ta hiểu được tác phẩm, chúng ta lý luận và chúng ta chỉ ra ý kiến của người đặt ra vấn đề, đúng không? Chúng ta làm, đó là phần chúng ta lý luận văn học, chúng ta hiểu về tác phẩm đó, chúng ta đưa ra những quan điểm của mình, chúng ta đưa ra những cái ý tưởng của tác giả cũng như là những cái vai trò của tác phẩm trong dòng chảy của văn chương Việt Nam. Còn một cái điều này nữa này, cái điều này thì có thể là cái thời điểm này khi chúng ta đưa ra cái vấn đề này thì nó cũng đã là hơi muộn rồi. Vâng. Trong cái chuyện tức là cha mẹ hướng nghiệp. Vâng. Và con cái gọi là tự theo đuổi cái đam mê của mình, cái ước mơ của mình. Vâng. Thế thì thực ra là cái thời điểm này chúng ta nhắc đến cũng hơi muộn, nhưng mà thôi thì tôi cũng cứ muốn nói quan điểm của tôi. Vâng. Là tôi không phải là dễ dãi, nhưng tôi nghĩ là tôi muốn để cho con tôi nó tự phát triển, nó tự định hướng, nó muốn, tức là sau đây tương lai của nó sẽ làm được cái nghề gì. Vâng. Hoặc là nó, bởi vì bản thân tôi nghĩ là trẻ con nó cũng có cái phần tự đánh giá về nó, đúng không, đúng không ạ? Và nó tự biết là mình thích cái gì. Và như vậy thì ta không thể nói rằng là cái đại học này nó sẽ hay hơn đại học kia. Đúng rồi ạ. Đúng không ạ? Vâng. Ta không thể nói điều đó. Vấn đề là gì? Thì các cháu, các em học sinh nó tự tin để nó thi vào cái trường nào. Và từ cái tự tin ấy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái hiểu biết nhiều hơn, đúng không? Và khi nếu có đỗ thì nó mới giúp cho nó trong cái chuyện tức là gì? Nó chuyên cần, nó hăng say học tập. Đúng rồi. Thế nhưng có thì rất nhiều phụ huynh tức là gì, muốn hướng con tới một loạt những cái trường mà cho rằng là trường hot, cho rằng là trường tốt, đó, và cứ ép vào. Thế thì nói thật với bạn là gần đây tôi có đi giao lưu với một số các trường đại học. Thế thì khi đang học ở năm thứ hai, năm thứ ba rồi, bây giờ còn loay hoay tức là gì, tính chuyển sang cái nghề khác. Đó. Thế thì đây cũng là một cái hiện trạng mà tôi nghĩ rằng là hãy cứ để cho con trẻ nó tự chọn cái nghề của nó. Vâng. Tự chọn cái nghề của nó. Và nếu như nó học 2-3 năm, nó thấy rằng nó sai lầm, thì cái sai của nó phải cho nó tự chịu trách nhiệm. Đúng không rồi, ạ? Nếu nó có chuyển đi đâu chứ nữa, nó học tiếp môn khác, để cho nó biết rằng là bất cứ một cái quyết định vì cuộc đời của mình mà mình không cẩn thận, mình sai lầm, mình là người gánh hậu quả đầu tiên. Chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Vâng, đấy là quan điểm của tôi. Vâng. À, thực ra là nó cũng hơi muộn, nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là các cháu năm 2000 hoặc là các phụ huynh có trẻ con sinh năm 2000 thì sẽ có một cái suy nghĩ định hướng tốt hơn, nó kỹ hơn trong cái vấn đề này. Và còn một cái câu này nó có tưởng chừng như là ngoài lề, thì cũng muốn xin ý kiến của thầy. Thì có một hôm tôi đi về nhà, tôi thấy chúng nó ngồi quây quần với nhau, chúng nó cũng băn khoăn, mà gần đây thôi. Thì nó có băn khoăn là không biết là khi năm nay thi thì trong phòng thi có được bật máy lạnh không? Tôi mới hỏi là tại sao là không được bật không? Nó bảo bởi vì là thế này ạ, nếu mà bật máy lạnh thì phải đóng cửa. Vâng. Mà đóng cửa thì các thầy cô giám thị không giám sát được. Đúng. À, lúc ấy tôi mới chợt ra thì tôi nghĩ rằng không biết là năm nay những ngày thi à? Vâng. Nếu cũng nóng như thế này thì không biết là có cho các cháu được thi trong cái phòng bật máy lạnh không? Và ý kiến của thầy thì như thế nào? Vâng, cái này cũng là cái mà chú quá tâm lý đấy, bởi vì
Cái này con cũng thấy học sinh hỏi rất là nhiều. Bởi vì chưa có một năm nào mà người ta đã thống kê là 45 năm nay thì mới có một đợt nóng kỷ lục như năm nay. Quá kinh khủng luôn ạ. Ngay cả nhìn thấy học trò đi ôn thi con cũng thấy xót và xót xa. Bởi vì các em đi học vất vả quá. Nhiều trường thì các bạn vẫn phải ôn tập ở trường, không được tự ôn ở nhà. Rồi cũng không phải là trường nào cũng có điều hòa, cũng có điều kiện tốt. Và kể cả thi đại học cũng vậy. Thi đại học thì cái việc mà ôn thi thì con không nói làm gì. Nhưng đi thi đại học thì đúng là nếu như không được bật điều hòa thật sự là vất vả cho các em. Trong rất là nhiều những ngày thi như thế. Đấy, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Nhưng nếu như bật điều hòa thì lại khó khăn cho giám thị hành lang để việc kiểm soát được cái hoạt động thi cho tốt. Thật ra theo con quan điểm của con thì nên cho bật điều hòa để đảm bảo sức khỏe của các bạn, để làm được bài thi tốt nhất. Nhưng cái quan trọng nhất là tất cả các phòng thi thì giám thị hành lang có thể vào, có thể vào, có thể kiểm tra bất chợt, bất cứ lúc nào cũng được. Đấy. Hoặc là có thể bóc một cái ghế ngồi ở trong được. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, con cũng lo cho sức khỏe của giám thị hành lang đó ạ. Đấy ạ. Vâng. Rồi, cảm ơn bạn. Chú đầu tiên, con còn có một cái ý kiến nữa. Có nghĩa là học sinh thì các bạn cũng rất hay hỏi. Có nghĩa là nhiều khi em mặc áo này cho may mắn có được không? Mặc áo kia cho may mắn, hay cứ phải là sơ mi trắng rồi là cứ phải tháo đồng phục ra. Thì con điểm của con thế này, áo đồng phục thật ra thì cũng nhiều trường người ta làm cái chất liệu vải cũng rất là nóng. Nhưng quan điểm của con là ví dụ cũng có những nhiều học trò người ta, ví dụ bản thân bây giờ con hay chú đi mua xe cũng thế, mua những cái gì lớn lao cũng thế, thì nó luôn luôn có cái gì đấy mong muốn là có sự may mắn. Ví dụ như phong thủy chẳng hạn, ví dụ con là mệnh thổ thì con lại thích mặc áo đỏ đi thi chẳng hạn cho may mắn chẳng hạn. Cái đấy thì con nghĩ là nó cũng rất là thoải mái. Con nghĩ là các bạn cũng có thể mặc áo phông chứ không cứ là cứ phải mặc đồng phục rồi là tháo mác ra để không ai biết ai trường nào. Đấy, con cũng nghĩ là cái điều cũng không cần thiết. Các con thân yêu, vừa rồi là những chia sẻ rất là chân tình của một thầy giáo dạy văn rất là giỏi và cũng rất nhiều kinh nghiệm, hy vọng là sẽ giúp được các con năm nay thi thật tốt, cố gắng lên nhé.